thời gian gần đây có một số người nhặt được của rơi đã dùng đủ mọi thủ đoạn để đòi tiền chuộc của người đánh mất vụ án cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện văn giang là một ví dụ Khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2019, Nguyễn Thành Dũng, sinh năm 1992 ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường 379B, thị trấn Văn Giang thì nhặt được chiếc ví bên trong có sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe ô tô cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên quản Đức Huy, sinh năm 1991 ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang đối tượng Dũng đã liên hệ điện thoại với anh Huy, giao giá 15 triệu đồng tiền chuộc và hẹn địa điểm để giao nhận. Sợ bị lực lượng công an theo dõi phát hiện nên Dũng đã điều anh Huy đến 4 địa điểm khác nhau tại khu đô thị Eco Bắc huyện Văn Giang. Trong lúc đang nhận tiền của anh Huy tại chân cầu thuộc khu đô thị Eco Bắc thì bị công an huyện Văn Giang bắt giữ. Ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Giang đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thanh Dũng về tội cưỡng đoạt tài sản đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những người vì lòng tham và thiếu hiểu biết pháp luật